Kính chào quý khán giả theo dõi nhịp sống kể mới của Đài Phát thanh Truyền hình Hậu Giang. Hôm nay, ngày 1 tháng 8 năm 2023, sáng tháng này rất nhiều chính sách mới có hiệu lực. Chúng tôi thông tin chi tiết trong phần sau. Thưa quý khán giả, hình ảnh trong đoạn clip này đang chia sẻ nhiều trên các nền tảng mạng xã hội. Trong ngày xảy ra vụ sạt lở, các chiến sĩ cảnh sát giao thông liên tục tuần tra dọn dẹp đá lăn trên đèo Bảo Lộc và khi vừa chạy chốt tiếp tục làm nhiệm vụ thì các anh hy sinh. Các chiến sĩ cảnh sát giao thông dầm mưa làm nhiệm vụ gây xúc động mạnh đối với người xem. Những gì chúng ta xem chỉ là vài phút ngắn ngủi nhưng cũng đủ cho thấy những chất giả của các chiến sĩ. Vì bình yên trên mỗi cung đường, các anh đã làm việc và cống hiến đến giây phút cuối cùng của cuộc đời. Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang ký quyết định cấp bằng Tổ quốc ghi công đối với 3 cán bộ chiến sĩ cảnh sát giao thông hy sinh trong khi thực hiện nhiệm vụ cứu hộ cứu nạn trên đèo Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng. Theo quyết định, 3 liệt sĩ được cấp bằng Tổ quốc ghi công là Trung tá Nguyễn Khắc Thường, quê Nam Sách, Hải Dương, Thiếu tá Lê Quang Thành, quê Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị, Đại úy Lê Ánh Sáng, quê Thạch Hà, Hà Tĩnh. 3 cán bộ chiến sĩ anh dũng hy sinh trong khi thực hiện nhiệm vụ cứu nạn đều đang công tác tại trạm cảnh sát giao thông Bà Đeo Cùi, phòng cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lâm Đồng. Chương trình sáng nay còn nhiều thông tin đáng chú ý. Mưa dầm kéo dài hơn một tuần qua khiến nhiều tỉnh, thành phố thiệt hại đáng kể về tài sản. Liên tiếp xảy ra nhiều vụ sạt lở sụt lún ở Lâm Đồng, nguyên nhân được lý giải. Nhiều nước trên thế giới đồng loạt cấm xuất khẩu gạo và cơ hội vàng của gạo Việt. Khoảng 35% thí sinh bỏ xét tuyển đại học năm nay. Lý giải từ các chuyên gia giáo dục cho thấy tín hiệu đáng mừng. Thưa quý khán giả, năm El Nino, thời tiết phức tạp, khó lường, biểu hiện rõ nhất là mưa dầm, nắng gay gắt, sạt lở đồi núi bờ sông xảy ra liên tục thời gian qua. Mưa dầm kéo dài hơn một tuần qua khiến nhiều tỉnh thành phố ghi nhận thiệt hại nặng nề về tài sản. Mấy tháng trồng trả, chăm sóc, đợi dưa hấu lớn lên từng cây. Nay, mưa triền miên, hơn 50 hecta dưa của người dân ở huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai bị ngập úng, thối trái, phải dứt đầy đường. Nước mắt nhà vườn cũng hòa theo những cơn mưa. Những ngày này, nông dân thôn Thắng Lợi, xã Phú Cần, huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai, bất chấp trời mưa, gom từng trái dưa hấu còn sót lại sau khi ruộng dưa bị mưa vùi dập. Theo thống kê, trong khoảng 50 hecta dưa hấu ngập thì có khoảng 16 hecta hư hại trên 70%, bà con coi như trắng tay. Người dân ở tỉnh Đồng Nai cũng đứng ngồi không yên vì mưa gây ngập úng ảnh hưởng hơn 500 hecta cây trồng. Và trong khi đó thì người nuôi cá bè tại xã Phú Thịnh, huyện Định Quán cũng bị thiệt hại hàng trăm tấn cá. Những ngày qua tỉnh có mưa lớn kết hợp với mưa các ngày trước đó và khu vực thượng nguồn sông Đồng Nai là mực nước thượng nguồn sông Đồng Nai dâng cao khiến 38 lồng bè với hơn 300 tấn cá của người dân xã Thanh Sơn và Ngọc Định bị cuốn trôi, thiệt hại khoảng 20 tỷ đồng. Với các tỉnh miền Tây, mưa dông gây thiệt hại nặng nhất có lẽ là tỉnh Kiên Giang với gần 200 căn nhà bị sập và tốc mái. Khoảng 5.000 hecta lúa của bà con bị đổ gã, ngập úng, ước thiệt hại hơn 2 tỷ rưỡi đồng. Mưa dông làm sập nhà khiến 13 người bị thương. Ngoài ra có 14 trụ điện và nhiều cây xanh bị đổ ngã. Mưa kéo dài nên nhiều tuyến đường Nguyễn Trung Trực, Trần Phú, Lạc Hồng, Long Quang Kỳ và Đống Đa thành phố Rạch Giá bị ngập sâu trong nước. Người dân bị bẩm dắt xe lội nước. Hơn 4.000 hecta lúa hoa màu của nông dân tỉnh An Giang bị thiệt hại nặng sau cơn mưa lớn trong ngày 30 tháng 7 vừa qua. Mưa dông còn khiến 40 nhà bị sập và tốc mái, ước tổng thiệt hại trên 600 triệu đồng.
Ngành chức năng cảnh báo mưa sẽ tiếp tục kéo dài đến ngày 4 tháng 8 tới. Hôm qua tại huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng, mưa to kèm theo lốc xoáy làm thiệt hại hơn 40 căn nhà và làm 3 người bị thương. Mưa to kèm theo dông lốc làm nhiều cây to, cột điện gãy đổ. Ban chỉ huy phòng chống thiên tai huyện kịp thời xuống hiện trường, trước mắt thì khắc phục lộ giao thông cho bà con đi lại và thăm hỏi hỗ trợ động viên người dân bị ảnh hưởng. Mưa lớn kéo dài trong nhiều ngày, tỉnh Lâm Đồng thiệt hại nặng nề về người và tài sản. Với địa hình cao nguyên tương đối phức tạp, thời gian qua, nơi đây liên tiếp xảy ra nhiều vụ sạt lở, sụt lún và ngập lụt ảnh hưởng tới sản xuất và đời sống của người dân. Mưa lớn kéo dài trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, nhất là tại các huyện Đạ Oai, Bảo Lâm và thành phố Bảo Lộc. Đến thời điểm 15 giờ 30 ngày 30 tháng 7, tuyến quốc lộ 20 đoạn qua đèo Bảo Lộc bị sạt lở nghiêm trọng. Hàng chục khối đất đá sạt lở vùi lấp một phần trạm cảnh sát giao thông đóng trên đèo Bảo Lộc. Và thưa quý vị, trước đó thì vào rạng sáng ngày 29 tháng 6, một vụ sạt lở nghiêm trọng xảy ra tại hẻm 36, đường Hoàng Hoa Thám, phường 10, thành phố Đà Lạt. Mưa lớn làm dở bờ kè bê tông từ trên cao, đất đá tràn xuống ngôi nhà, 4 ngôi nhà ở phía dưới trong khu vực. Sạt lở xảy ra ở nhiều nơi khác trên địa bàn thành phố Đà Lạt khiến 3 căn nhà bị sập, 1 người bị thương và nhiều cây cối gã đổ. Ngày 18 tháng 6 vừa qua, mưa lớn gây ngập lụt sạt lở nhiều nơi trên địa bàn thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng. Một căn nhà của người dân bị đất sạt lở vùi lấp khiến cho người chồng tử vong, còn người vợ thì bị thương. Vì sao liên tiếp xảy ra nhiều vụ sạt lở sụp lún ở Lâm Đồng là câu hỏi được đặt ra. Đánh giá về nguyên nhân, các chuyên gia về phòng chống thiên tai cho rằng do mưa lớn, nước làm phân rã tạm thời các mối liên kết của đất đá, rễ cây, thảm thực vật hoặc nước ngầm. Hiện nay, hầu hết các vụ sạt lở đất là do con người khai thác rừng quá mức. Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh Lâm Đồng xảy ra gần 120 vụ phá rừng, trong đó 92 vụ xác định được đối tượng vi phạm, 24 vụ chưa xác định được đối tượng vi phạm. Diện tích thiệt hại do phá rừng 11 hectare, lâm sản thiệt hại 870 mét khối. Có nhiều thủ đoạn hủy hoại rừng rất tinh vi như cưa cây, khoan gốc tiêm hóa chất khiến cây chết dần. Với giá đất tăng cao, một công đất nông nghiệp có giá hàng tỷ đồng, nhiều đối tượng phá rừng lấn chiếm đất rừng để bán. Trong khi đó, diện tích rừng quá trọng, lực lượng tham gia bảo vệ rừng mỏng. Ngoài ra, chế tài cho hành vi hủy hoại rừng cũng chưa đủ sức răn đe. Theo Nghị định 35 về xử phạt hành chính trong lĩnh vực lâm nghiệp, hành vi hủy hoại rừng với diện tích rừng trồng dưới 3 công hoặc rừng sản xuất dưới 5 công thì không bị truy tố trách nhiệm hình sự. Khung phạt hành chính cao nhất là 175 triệu đồng. Tuy nhiên, sau 2 năm không nộp phạt cũng không còn hiệu lực. Hậu quả của khai thác rừng quá mức là cảnh quan môi trường bị tàn phá, khí hậu nóng lên, lũ lụt ngày càng trầm trọng. Nhiều vụ phá rừng hủy hoại rừng thông để chiếm đất sản xuất và xây dựng, có sự vụ bị khởi tố điều tra và đình chỉ công tác một số cán bộ quản lý. Trong phần tiếp theo, sáng tháng 8, nhiều chính sách mới có hiệu lực tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp. Gạo Việt tăng tốc xuất khẩu, lợi trước mắt nhưng cần lo lâu dài. Thí sinh bỏ xét tuyển đại học do những tín hiệu đáng mừng của việc phân luồng học sinh sau trung học phổ thông. Xu thế tìm đến những điểm đến bình yên, giúp du lịch chữa lành lên ngôi. Thưa quý khán giả, sang tháng 8, nhiều chính sách mới có hiệu lực. Trong đó có việc tăng độ tuổi phục vụ cao nhất của hạ sĩ quan công an. Người dân được đăng ký xe tại nơi tạm trú, thay đổi hộ chiếu, thi thực điện tử, điều chỉnh viện phí khám chữa bệnh theo yêu cầu. Tăng độ tuổi phục vụ cao nhất của hạ sĩ quan công an. Khoảng 5 điều 1 luật sửa đổi luật công an nhân dân ghi nhận hạn tuổi phục vụ cao nhất của hạ sĩ quan công an như sau.
hạ sĩ quan 47 tuổi, trước đó quy định là 45 tuổi, cấp úy 55 tuổi, trước đó quy định là 53 tuổi, thiếu tá, trung tá, nam 57 tuổi, nữ 55 tuổi, trước đó quy định là 55 tuổi, nữ 53 tuổi, thượng tá, nam 60 tuổi, nữ 58 tuổi, trước đó quy định là nam 58 tuổi, nữ 55 tuổi, đại tá, nam 62 tuổi, nữ 60 tuổi, trước đó quy định là nam 60 tuổi, nữ 55 tuổi, cấp tướng, nam 62 tuổi, nữ 60 tuổi, trước đó quy định chung là 60 tuổi. Riêng giới sĩ quan công an là giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ, chuyên gia cao cấp, được kéo dài tuổi phục vụ hơn 62 tuổi với nam và hơn 60 tuổi với nữ. Từ ngày 15 tháng 8 tới, luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam có hiệu lực. Luật bổ sung thông tin nơi sinh vào hộ chiếu, bỏ yêu cầu hộ chiếu phải còn thời hạn 6 tháng đối với người xuất cảnh, tạo điều kiện cho công dân di chuyển sang nước ngoài. Nâng thời hạn thị thực điện tử từ 30 ngày lên không quá 90 ngày cho người nước ngoài, có giá trị một lần hoặc nhiều lần. Tăng thời hạn tạm trú từ 15 ngày lên 45 ngày cho công dân các nước được Việt Nam đơn phương miễn thị thực. Thông tư số 13 của Bộ Y tế quy định khung giá và phương pháp định giá dịch vụ khám bệnh chữa bệnh theo yêu cầu do cơ sở khám bệnh chữa bệnh của nhà nước cung cấp được tính như sau. Tại cơ sở khám chữa bệnh hạng đặc biệt, hạng 1 giá từ 100.000 đồng đến 500.000 đồng. Các cơ sở khám chữa bệnh khác giá từ 30.500 đồng đến 300.000 đồng. Mức giá giường điều trị theo yêu cầu, loại 1 giường 1 phòng giá từ 180.000 đồng đến 4 triệu đồng. Loại 2 giường 1 phòng giá từ 150.000 đồng đến 3 triệu đồng. Loại 3 giường 1 phòng giá từ 150.000 đồng đến 2 triệu 400.000 đồng. Loại 4 giường 1 phòng giá từ 150.000 đồng đến 1 triệu đồng. Các cơ sở khám bệnh chữa bệnh xây dựng mức giá dịch vụ theo chuyên khoa, theo thời gian thực hiện dịch vụ, trình độ chuyên môn của nhân lực, trình cấp có thẩm quyền quy định. Thưa quý khán giả, sau hơn 4 năm, Hồng Kông cởi bỏ lệnh cấm và cho phép nhập khẩu trứng, sản phẩm trứng gia cầm từ các tỉnh Tây Ninh, Bình Dương, Bình Phước và Đồng Nai. Từ nay, các doanh nghiệp trang trại và người chăn nuôi ở các tỉnh này có thể xuất khẩu chính ngạch trứng và sản phẩm trứng gia cầm sang Hồng Kông. Đây là một trong những thị trường chính và chiếm khoảng 40-50% giá trị xuất khẩu các sản phẩm chăn nuôi của Việt Nam. Trước khi cấm nhập, mỗi năm Hồng Kông chi vài chục triệu đô la Mỹ để nhập khẩu trứng và sản phẩm từ trứng gia cầm từ nước ta. 6 tháng đầu năm nay, trị giá xuất khẩu các sản phẩm chăn nuôi đạt 230 triệu đô la Mỹ, tăng 26% so với cùng kỳ. Trong đó, xuất khẩu sữa và sản phẩm từ sữa đạt 65 triệu đô la Mỹ. Hiệp hội Lương thực Việt Nam VFA thông tin giá gạo xuất khẩu trắng 5% tấm của nước ta hiện ở mức 548 đô la Mỹ một tấn. Giá gạo nước ta liên tục tăng vọt và đang đứng trước cơ hội vàng. Ngoài Ấn Độ thì nước xuất khẩu gạo lớn nhất thế giới, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất và Nga mới đây cũng thông báo ngừng xuất khẩu gạo ra nước ngoài. Chỉ trong hơn một tuần, Ấn Độ, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất và Nga lần lượt thông báo ngừng xuất gạo ra nước ngoài. Thông báo các nước diễn ra trong bối cảnh chuỗi cung ứng toàn cầu gián đoạn và sức ép lạm phát làm lung lay nhiều nền kinh tế. Các nước vì thế phải áp dụng biện pháp chủ động để đảm bảo an ninh lương thực và bảo vệ thị trường trong nước khỏi biến động giá. Mưa lũ và hạn hán do El Nino đe dọa mùa màng ở Ấn Độ và Thái Lan, nước xuất khẩu gạo lớn thứ hai thế giới. Tình hình thế giới cũng khiến giá của nhiều loại ngũ cốc khác tăng trọt. Giới phân tích cho rằng các nước đang ngày càng có xu hướng ưu tiên nhu cầu nội địa trong bối cảnh kinh tế toàn cầu bất ổn. Các quốc gia áp dụng nhiều biện pháp khác nhau để bảo vệ các ngành công nghiệp và người tiêu dùng trong nước khỏi tác động bất lợi toàn cầu. Việt Nam đang đứng trước quá nhiều thuận lợi, nguồn cung lương thực thế giới đang thiếu hụt. Hàng năm, Ấn Độ xuất khẩu ra thế giới trên 20 triệu tấn gạo một năm. Do đó, khi ban hành lệnh cấm, thế giới có nguy cơ thiếu hụt 50% sản lượng từ Ấn Độ, tức là gần 10 triệu tấn. Đây là cơ hội cho gạo Việt tăng giá và kiếm các hợp đồng lâu dài. Cơ hội luôn đi cùng thách thức.
gạo Việt tăng tốc vươn xa, nhưng bài toán đặt ra lâu dài là vấn đề đảm bảo an ninh lương thực. Với tình hình xuất khẩu gạo trên thế giới ở thời điểm hiện tại và 6 tháng cuối năm, cùng với giá gạo đang tăng cao, thì mục tiêu xuất khẩu khoảng 7 triệu 200 ngàn tấn gạo, đạt hơn 4 tỷ đô la Mỹ là trong tầm tay. Đây sẽ là mức kỷ lục lịch sử xuất khẩu gạo Việt Nam. Lợi gần nhưng phải lo xa, chiến lược phát triển thị trường xuất khẩu gạo của Việt Nam đến năm 2030 vừa được phê duyệt cuối tháng 5 vừa qua. Mục tiêu đưa ra là đến năm 2030 giảm khối lượng xuất khẩu xuống chỉ còn 4 triệu tấn, với kim ngạch tương đương chỉ 2 tỷ 200 triệu đô la Mỹ. Chấp nhận nhịp độ tăng trưởng xuất khẩu bình quân giai đoạn 2023-2025 giảm khoảng 2,5% và giai đoạn 2026-2030 giảm khoảng 3,5%. Lý do là cần đảm bảo an ninh lương thực. Nước ta đứng thứ 3 về xuất khẩu gạo trên thế giới, nhưng các chuyên gia cảnh báo nếu có bao nhiêu xuất bấy nhiêu sẽ tạo ra sự mất cân đối, trong khi đó nguồn gạo dự trữ không đảm bảo. Vì vậy, dù tạo điều kiện để các thương dân tăng cường xuất khẩu, nhưng Bộ Công Thương phải khuyến cáo các tỉnh, các thương dân thực hiện nghiêm các quy định tại Nghị định số 107 năm 2018 của Chính phủ về kinh doanh xuất khẩu gạo nhằm đảm bảo cân đối xuất khẩu và tiêu dùng nội địa, duy trì mức dự trữ lưu thông theo quy định, góp phần bình ổn giá gạo, giá lúa tại thị trường trong nước và đảm bảo an ninh lương thực. Đây là yếu tố cơ bản để đảm bảo lượng gạo dự trữ, cũng như không để xảy ra tình trạng lạm phát giá gạo, giá lương thực trong nước. Bộ Giáo dục và Đào tạo tối qua cho biết, sau 20 ngày mở hệ thống xét tuyển đại học, hơn 660.000 thí sinh nhập nguyện vọng. Trong khi đó, tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển đại học trước kỳ thi tốt nghiệp có tài khoản trên hệ thống là khoảng 952.000. Điều này đồng nghĩa hơn 292.000 thí sinh từ bỏ cơ hội vào đại học bởi hệ thống đóng chức năng này. Năm ngoái, cũng gần 326.000 thí sinh bỏ xét tuyển đại học. Các thống kê cho thấy số thí sinh bỏ xét tuyển đại học qua từng năm tăng khiến dư luận quan tâm. Tuy nhiên, theo các chuyên gia giáo dục, đây lại là tín hiệu tích cực, bởi điều này cho thấy các bạn trẻ có định hướng rõ ràng hơn cho tương lai của mình. Chúng tôi đề cập nội dung này trong tiết mục Góc nhìn. Vâng, 100 cũng được ạ. Mệt. Thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo năm ngoái cho thấy hầu hết thí sinh không đăng ký nguyện vọng có điểm tổ hợp thấp hơn trung bình phổ điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Các em có thể tìm được hướng khác như học nghề ở cao đẳng trung cấp, cũng có nhiều học sinh chọn du học. Vào đại học và có bằng đại học không phải là con đường duy nhất để lập nghiệp. Hiện nay, nhu cầu thợ lành nghề rất cao. Vì vậy, nếu thấy năng lực không phù hợp học đại học mà phù hợp với học nghề hơn, thì việc xác định và đăng ký học nghề kế từ đầu cũng là lựa chọn đúng đắn. Cũng có ý kiến cho rằng, Bộ cần các trường trung học phổ thông khảo sát thí sinh. Thí sinh không đăng ký là có chủ đích hay hiểu sai, thiếu thông tin về tuyển sinh. Nếu đúng là các em thực sự có chủ đích không đăng ký vào đại học, thì đây là điều đáng mừng vì giảm ảo rất rõ ràng. Các trường căn cứ vào đây để chọn cách gọi trúng tuyển hợp lý, đảm bảo chất lượng tuyển và chỉ tiêu tuyển sinh. Tình trạng thừa thầy thiếu thợ, mất cân đối trong đào tạo nguồn nhân lực được đặt ra từ rất lâu, hiện vẫn chưa có giải pháp thỏa đáng. Số sinh viên tốt nghiệp đại học cao đẳng ra trường ngày một nhiều, trong khi công dân có tay nghề đáp ứng được yêu cầu của công việc thì luôn thiếu. Tại báo cáo phân tích ngành giáo dục Việt Nam giai đoạn 2011-2020, nhóm nghiên cứu của Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam cho biết, tổng hợp số liệu từ 181 trường đại học và 40 trường cao đẳng, kết quả cho thấy tỷ lệ sinh viên đại học có việc làm so với tổng sinh viên tốt nghiệp năm 2018 đạt khoảng 65,5%. Phần lớn sinh viên đại học sau tốt nghiệp được tuyển sinh làm nhà chuyên môn, còn sinh viên cao đẳng chủ yếu làm việc với tư cách kỹ thuật viên. Tuy nhiên, theo số liệu của Tổng cục Thống kê năm 2019, hơn 3% sinh viên tốt nghiệp cao đẳng và 2,8% cử nhân đại học thất nghiệp, trong khi trung cấp chỉ 1,1% và người chưa từng học và từng đi học là 1,5%. Gia đình, xã hội và bản thân sinh viên lãng phí tiền bạc, cơ hội thời gian nếu ra trường bị thất nghiệp, trong khi tốt nghiệp luôn khó tuyển dụng hoặc phải đào tạo lại lao động. Thực tế cho thấy, nhiều sinh viên sau khi tốt nghiệp đại học cao đẳng
cất tấm bằng đại học để tham gia tuyển dụng lao động phổ thông hoặc bắt đầu học nghề lại.